Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Huyền Bụt Bếp và lại sắp đến mùa nuôi của em rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái món ăn cho mùa Giáng sinh sắp tới. Và cái món này rất là nổi tiếng của một đầu bếp cũng rất là nổi tiếng, đó chính là Gordon Ramsay. Món ăn đó tên là Beef Wellington. Và bây giờ đây cũng nấu thôi. Và món ăn của chúng ta sẽ bao gồm có những nguyên liệu sau đây: 100g thịt thăn nội và 500g thịt bacon. Thịt thăn nội ở đây mình sẽ chọn phần thịt Úc, bởi vì thịt Úc này sẽ rất là mềm, mềm hơn rất là nhiều Việt Nam đó các bạn ạ. Bacon thì mình sẽ chọn phần nào ít mỡ nhất, bởi vì càng ít mỡ thì ăn sẽ càng đỡ ngán hơn. Ok, và đây chính là đến phần món ăn, đó chính là nấm đùi gà và nấm mỡ. Bột nghiền lớp đây bạn có thể mua ở An Nam Bắc Hạng này hay là mua ở tiệm làm bánh chấm con. Và cuối cùng đó chính là mù tạt. Mù tạt thì mình cũng không nắm rõ đâu là loại ngon nhất, nhưng mà đây là loại đắt tiền nhất trong siêu thị. Ok, và cuối cùng vài củ hành tây nấu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt phần thịt phi lê ra để ép chảo nó. Sau đó thì mình sẽ lau khô nó. Càng khô thì càng tốt nha các bạn, bởi vì khi mà mình ép chảo á thì nó sẽ không bị bắn dầu lên. Cái thứ hai là cái phần ngọt trong cái miếng thịt nó không, sẽ không bị chảy ra hết. Sau đó thì mình sẽ ướp với tí xíu muối và tiêu. Ướp cả hai mặt. Và mình làm tương tự giống như món beef stick mà đã chỉ ở trên đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi ép chảo nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm nóng chảo trước, sau đó mới đổ dầu vào nha các bạn. Bởi vì nếu mà mình đổ dầu vào luôn á thì phần dầu nó sẽ bị sôi trước, và trước đó là phần chảo chưa chắc nó đã nóng. Sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để ép chảo này nhanh hơn, đó chính là các bạn sẽ đẩy phần thịt ngay phần góc của miếng chảo thì bề mặt tiếp xúc của nó sẽ nhiều hơn, lúc đó nó sẽ dễ ép chảo nhanh hơn. Và mình sẽ ép chảo trong vòng 1 phút rưỡi đến 2 phút mỗi mặt. Sau đó thì mình sẽ để cho miếng thịt nghỉ 10 phút. Tiếp theo thì mình sẽ sơ chế phần nấm. Các bạn nó trơn với lại lấy khăn. Nấm thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Sau đó thì mình sẽ bỏ toàn bộ phần nấm gà vào cái máy xay. Không còn phải xay quá nhuyễn đâu các bạn ạ. Xay sương sương thôi. Và ta-da. Tiếp theo đó thì mình sẽ đổ nó vào một cái tô và để chuẩn bị xay luôn phần nấm mỡ. Tại vì sao mà lại xay riêng thế này? Bởi vì cái máy xay của mình nó quá nhỏ đi, nên là mình không thể bỏ tất cả nguyên liệu vào xay cùng lúc được, nên mình sẽ xay riêng và trộn lại với nhau. Tiếp theo đó thì ta sẽ xay luôn một củ hành tây. Và nếu các bạn không muốn xay thì ok, hãy làm như mình sẽ thái nhỏ nó ra. Bây giờ mình sẽ cắt dọc cái miếng hành tây, sau đó mình sẽ cắt ngang nó. Rồi mình thái xuống, thế là nó sẽ thành những cái khối vuông hành tây nhỏ nhỏ xinh xinh. Sau đó thì mình sẽ thái nhỏ nó ra. Mình thì không thích thái nhỏ lắm nên mình chỉ xái vừa vừa thôi. Tiếp theo thì mình sẽ bắt bếp lên và xào tất cả nguyên liệu lại với nhau. Thêm tí xíu muối. Sau đó mình sẽ trộn đều lên.
Sau khoảng từ 15 đến 20 phút thì mình sẽ thêm một tí xíu rượu vang đỏ để tăng hương vị cho thêm món ăn này. Nếu các bạn không có rượu vang đỏ thì có thể dùng rượu vang trắng hoặc là rượu cốt ca, là không có cũng không sao đâu. Và tiếp theo mình sẽ phủ lớp bù tạt lên miếng thịt. Mục đích đó chính là sẽ tăng hương vị cho món ăn. Bù tạt thì nó sẽ có mùi khá là hăng và vị khá là mạnh. Sau khi mà phủ bù tạt lên miếng thịt phi lê thì mình sẽ trải một màn nhựa ni lông lên bàn để chuẩn bị một công đoạn cực kỳ thú vị, đó chính là cuốn thịt. Đầu tiên thì mình sẽ trải đều miếng bacon lên bàn, sau đó thì đổ tất cả nguyên liệu nấm lên miếng thịt và trải đều nó ra. Tiếp theo đó thì mình sẽ để miếng thịt phi lê vào và mình sẽ cuốn nó lại. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ nha các bạn, bởi vì nếu các bạn chỉ cần bất cẩn tí xíu thôi thì miếng bacon sẽ bị rách và phần nấm sẽ bị chè ra ngoài hết. Thì mình sẽ cuốn nó lại và để vào tủ lạnh trong vòng 30 phút nhé, để định hình lại miếng thịt. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị bột một lớp. Với 2 lòng đỏ trứng gà để tạo độ kích dính cho bánh, mình sẽ bôi một lớp ở trong bánh ra. Sau đó mình sẽ để miếng thịt lên và cuộn nó lại. Và mình sẽ cắt phần bột dư ra. Bây giờ mình sẽ dùng một màn nhựa bọc nó lại lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ để tủ lạnh trong vòng khoảng từ 15 đến 20 phút để nó định thành lòng. Xong. Sau 30 phút thì chúng ta đã có cái miếng bánh nhìn rất ư là xinh xắn luôn. Và mình hãy chuẩn bị nướng nó nào. Đầu tiên thì mình sẽ dùng 2 lòng đỏ trứng gà chiết đều lên bánh. Mục đích của lòng đỏ trứng gà nó sẽ làm cho cái miếng bánh trở nên vàng óng và đẹp mắt hơn. Tiếp theo đó mình sẽ vạch một đường xuống để trang trí miếng bánh thành hình cây thông Noel. Và bây giờ chúng ta hãy bỏ vào lò nào. Đây mình sẽ nướng trong vòng 200 độ C với 35 phút nha các bạn. Quá đẹp luôn, trời đất, wow. Bánh bối. Đúng rồi. Và đây là món bò tiết Wellington của chúng ta. Quá là ngon luôn. Quay dòng thử quay dòng. Tái vừa luôn. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, share, subscribe và nhấn chuông để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nhé. Và chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành. Merry Christmas.